thấy là nuôi cá trong cái chai tái sử dụng thì nó có những cái ưu điểm là tiết kiệm được diện tích, thứ hai là chăm sóc và thay nước nó dễ dàng, thứ ba là nó tránh nó đánh nhau. Thế nuôi ở trong cái chai thủy tinh xanh thì nó rất mùa hè nó rất lợi thế là nó mát, nó là cái chai màu tối màu xanh thì nó khuếch tán cái ánh sáng, không hấp thụ được cái ánh sáng mặt trời, nên là con cá nó rất khỏe mạnh. Và tôi thấy là mình tận dụng được những cái phế liệu mà đáng ra bỏ đi thì mình góp phần và làm đẹp cho đời. Cái đấy cũng là một cái ý tưởng tốt, vừa tạo cho môi trường nó đỡ ô nhiễm. Về cái độ đam mê của mình ý, thì cái này là không phải để chọi nhau nữa mà để ngắm sắc đẹp của nó, và mỗi một con sẽ có một cái dòng khác nhau thì nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau và nó sẽ đẹp cái đẹp khác nhau và thu hút mình vì cái đấy.